Mình chào bạn. Trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký một gói cước của nhà mạng Viettel. Thì đối với gói cước này ấy, chúng ta sẽ có là 30 GB sử dụng trong một tháng nha các bạn. Với cước phí là khoảng 90.000 đồng. Thì đây là một gói cước được rất nhiều các bạn đăng ký và sử dụng thời điểm bây giờ. Đó chính là gói V90X của nhà mạng Viettel. Thì đối với gói cước này thì chúng ta sẽ có data 30 GB, đồng thời là còn miễn phí gọi và miễn phí là 20 phút ngoài mạng nữa nha các bạn. Thì nếu các bạn đang có chi phí trong tầm giá khoảng 90.000 đồng và muốn đăng ký các gói cước mà vừa lên mạng vừa gọi, tức là gói cước combo của nhà mạng Viettel đó các bạn, thì các bạn nhớ theo dõi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể sử dụng gói cước ưu đãi và được nhiều người sử dụng nhất hiện nay nhé các bạn. Link của bài viết hướng dẫn và link website thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip nhé các bạn. Và đặc biệt các bạn vào web mà giảm giá 79.com thì tại đấy sẽ có rất nhiều mã giảm giá, cách để nhận data của các nhà mạng miễn phí cũng như cách kiếm tiền online nha các bạn. Đây, các bạn cứ kéo xuống phía dưới tại phần mô tả hoặc là phần comment đầu tiên đây, click vào link bài viết hướng dẫn để vào đọc kỹ nội dung, rồi sau đó hàng thực hiện đăng ký gói cước theo nhu cầu của bạn mong muốn nha bạn. Tại kênh YouTube sẽ có rất nhiều các video clip khác hướng dẫn về cách sử dụng SIM cũng như nhận data hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Đó, rất nhiều đấy. Bạn chỉ việc vào xem các video clip này là có thể sử dụng data miễn phí rồi. Nhớ like kênh, đăng ký kênh và để lại comment trong trường hợp các bạn cần bên mình hỗ trợ nữa nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào nội dung chi tiết đăng ký gói V90X của nhà mạng Viettel. Thì mình sẽ thông qua lại cho các bạn. Đối với gói cước này chúng ta sẽ có 30 GB data. Đây các bạn, trung bình là chia đều cho mỗi ghi một ngày nhé các bạn. Đồng thời sẽ miễn phí gọi nội mạng, các cuộc gọi là dưới 20 phút một lần, tức là các bạn gọi đến 18-19 phút tắt đi gọi lại sẽ không tốn tiền nhé các bạn. Về ngoài mạng chúng ta sẽ có 20 phút gọi miễn phí, chu kỳ sử dụng là 30 ngày. Phối sim của bạn 3G, 4G, 5G thì đều đăng ký được gói cước này nhé các bạn. Về đối tượng cũng như thông tin để đăng ký gói cước ấy, thì đối với gói cước V90X là trong tài khoản của chúng ta phải có 90.000 đồng trở lên thì mới đăng ký được. SIM của chúng ta phải đang hoạt động 2 chiều và chưa đăng ký một gói data nào nha các bạn. Nếu đăng ký ấy, thì các bạn nên hủy gói cước đó đi thì sau đó mới đăng ký được gói cước V90X. Vì tất nhiên nhà mạng sẽ không cho đăng ký hai ba gói cước liên tục chồng lên nhau thì các bạn sẽ không thể sử dụng được. Và ở đây nếu các bạn là muốn đăng ký gói cước thì nhớ thực hiện theo mình hướng dẫn ở phía dưới. Bạn chỉ cần vào website, mình để link tại phần mô tả video clip hoặc là vào trang web mà giảm giá 79.com, rồi sau đó tìm đến mục đăng ký qua SMS đây các bạn. Đây, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn hoặc là nhấn ngay vào chữ đăng ký qua SMS đây cho mình. Ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển qua mục tin nhắn đến điện thoại của bạn. Bạn chỉ việc gửi đi là đăng ký thành công nhé các bạn. Nếu các bạn tiền hơn thì cứ vào website sẽ có cú pháp cho các bạn soạn tin nhắn, nhưng cách đó thì hơi lâu. Nhưng mà các bạn tiền nhất là cứ nhấn vào chữ đăng ký qua SMS đây các bạn. Đó, cứ việc nhấn vào gửi đi là hệ thống sẽ ghi nhận cho chúng ta đăng ký thành công nhé các bạn. Ngoài ra tại website còn có thông tin về hủy gói cước cũng như cách gia hạn các gói V90X, cách để các bạn có thể kiểm tra dung lượng của thông tin của gọi. Nói chung là rất nhiều các thông tin đây đó, các bạn chỉ vào cần vào website xem kỹ các nội dung này là đã có thể đăng ký và sử dụng gói cước này rồi. Thì đấy là một trong những top gói cước mà 1 GB đến một ngày đồng thời nghe gọi miễn phí của nhà mạng Viettel và được rất nhiều các bạn đăng ký và sử dụng. Cước thì cũng khá thấp, chỉ khoảng là 90.000 đồng thôi, nhưng chúng ta sẽ sử dụng được trong vòng 30 ngày luôn nha các bạn. Thì đấy là một trong những gói combo mà vừa rẻ vừa nhiều data là có thể nghe gọi, nên các bạn cứ yên tâm đăng ký đến SIM của mình. Nếu mà thuộc đối tượng thì chúng ta sẽ được sử dụng trong vòng 1 tháng liên tục. Ngoài ra nếu các bạn đang cần sử dụng một chiếc SIM miễn phí lên mạng cả năm, có lúc nào cũng có 3G, 4G, 5G để sử dụng ấy, không cần phải gia hạn, không cần phải nạp cạc hàng tháng nha các bạn, sử dụng liên tục 12 tháng luôn đấy, thì các bạn có thể phát wifi, xem phim, chơi game là vô tư, học online cũng ok luôn. Thì các bạn nhớ vào đây sẽ chuyển qua fanpage bên mình có rất nhiều các loại sim như vậy, các bạn cứ vào để nhận sim sử dụng như các bạn. Ngoài ra thì còn có rất nhiều thông tin các gói cước khác của nhà mạng Viettel để các bạn có thể tham khảo tùy theo nhu cầu của mình thôi. Nếu các bạn có nhu cầu và thích các gói cước như thế nào thì cứ tìm hiểu các gói cước ở đấy, rồi sau đó nhấn vào chữ đăng ký nha các bạn. Đây đó, nhấn vào chữ đăng ký giúp mình thì ngay lập tức sẽ chuyển qua mục tin nhắn đến điện thoại của bạn. Bạn chỉ việc để nguyên như vậy gửi đi nó sẽ đăng ký thành công nha các bạn. Đó, rất nhiều các gói cược luôn đó, rất nhiều, có chu kỳ ngày, chu kỳ tháng và chu kỳ tuần đấy các bạn, mình đều cập nhật ở phía dưới đấy, rất tiện lợi nhé. Bạn cứ kích vào chữ đăng ký
để chuyển qua một tin nhắn đến điện thoại của mình để đăng ký sử dụng gói cước. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip đây, hoặc là các bạn cứ vào trực tiếp website mà giảm giá 79.com nha các bạn. Thì tại trang chủ mình cũng có để rất nhiều các thông tin, ví dụ như mà giảm giá, cách kiếm tiền online, cách nhìn data, cách đăng ký các gói cước của các nhà mạng hoàn toàn miễn phí. À, tất cả đều là vô tư nha các bạn, miễn phí luôn đấy, các bạn cứ vào đọc xem kỹ các nội dung, nó sẽ sử dụng thoải mái thôi. Nhớ đăng ký kênh và like kênh YouTube của mình, nếu trong trường hợp các bạn mà có nội dung cần hỗ trợ ấy, thì đừng quên là để lại comment ghi rõ nội dung thì mình sẽ giải đáp luôn cho các bạn. Và phía dưới thì còn có rất nhiều các video clip về các gói cược cũng như cách nhận data, nhận cược của các nhà mạng đây đó. Các bạn cứ kéo xuống đi, click vào từng video này để xem tất kỹ nội dung và nhận sử dụng miễn phí. Thì mình giới thiệu cho các bạn đăng ký gói V90X của nhà mạng Viettel. Đây là một gói cước mà có 30 GB, chia đều 1 GB một ngày nhé các bạn. Đồng thời gọi là hoàn toàn miễn phí nữa. Thì nếu các bạn thấy phù hợp với sim của mình và mong muốn sử dụng thì nhớ like kênh, đăng ký kênh và nhớ vào website mà giảm giá 79.com để có thể đăng ký và sử dụng gói cước nhé các bạn. Đó, cứ vào website rồi nhấn vào nút đăng ký qua SMS là có thể đăng ký thành công. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.